Chào tất cả các bạn trở lại với chương trình hỏi đáp của kênh công nghệ TLD. Thưa các bạn, số của ngày hôm nay là 190. Ngày hôm nay là ngày chủ nhật các bạn nhé. Mình xin chúc các bạn có một ngày chủ nhật nghỉ ngơi bên vui vẻ, hạnh phúc bên người thân. Còn anh em mình thì vẫn cứ như này thôi, vẫn công việc hàng ngày. Đây là Duy, còn mình tên Lương. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đến với câu hỏi đầu tiên của bạn Nhật Văn. Chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi đầu tiên trong số hỏi đáp từ 190 của bạn Nhật Văn. Bạn có hỏi là: anh ơi, cho em hỏi là trong tầm giá 20 triệu thì có laptop nào mới mà chơi game lập trình tốt nhất ạ? Nếu thực sự cần thiết thêm vài triệu cũng được nha anh. Em cảm ơn ạ. Ôi, với tầm tiền 20 triệu của em bây giờ thì quá ngon em ơi. Anh đang chạy con cực kỳ hot bây giờ nhá. Đang chạy giảm giá, đó là phiên bản Dell G3 3579, trang bị i7 8750H này, RAM 8GB, sẽ nâng cấp lên SSD khoảng 120 ổ 1T và camera GTX 1050T, màn hình Full HD IPS. Anh đang bán có giá 19 triệu và ngay cửa hàng luôn để dinh em nó về. i7 8750H em nhé, 6 lõi 12 luồng. Con này là một trong những chiếc máy có cấu hình và giá tốt nhất tại thị trường 2019. Mà anh chạy chỉ có 10 chiếc thôi em ơi, mới bán 2 còn 8 chiếc nữa thì em qua cửa hàng để mua máy em nhé. Còn bình thường thì em sẽ mua các phiên bản, ví dụ như Dell G5. G5 bây giờ thì nó sẽ có phiên bản ví dụ i7 8750H thì giá nó khoảng 22.500.000 thì em cân đối tài chính. Còn nếu mà em muốn sử dụng trang bị chip đời 9 thì nó lại hơi cao cấp một chút, với GTX 1650 thì các phiên bản hiện nay có trên thị trường thì em phải bỏ ra tầm 25 triệu em mới mua được em ạ. À, em cân đối nhé em nhé. Anh có G5 5590, i5 9300H, RAM 8GB, SSD 128 cộng ổ 1T, GTX 1650. Lưu ý với em là GTX 1650 sẽ chạm ngưỡng so với cả GTX 1060, có nghĩa là sức mạnh của nó đấy em. Với thiết kế mới viền màn hình tràn, anh đang bán là 24 triệu đã bao gồm giảm giá rồi em ạ. À, em có thể qua cửa hàng để tham khảo em nhé. Rồi, chúng ta sẽ cùng đến câu hỏi thứ hai của bạn Quang Đạt. Bạn có hỏi là: anh có nhận xét gì về laptop Acer Swift 3S Intel Core i5-1035G1 KMX250 ạ? Em cảm ơn ạ. Em ơi, thực tế thì đây là một trong những chiếc máy mà trang bị chip thế hệ 10 đầu tiên của Intel. Chiếc máy này thì thực tế thì nó phù hợp cho các bạn làm công việc văn phòng và đồ họa cơ bản với em ạ. Bởi vì chip U thì mặc dù là nó nâng số lõi xuống luồng cao hơn, và camera MX250 thì thực ra thì nó hầu hết công việc chỉ làm đồ họa cơ bản và game chung chung thôi. Tóm lại thì nếu mà cái nhu cầu như của em thì hoàn toàn có thể sử dụng chiếc máy này, mỏng nhẹ và giá của nó cũng tương đối tốt trên thị trường em ạ. Vì Acer luôn cạnh tranh ở phân khúc giá rẻ em nhé. Rồi, chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi thứ ba của bạn Tào Lao Mickey. Bạn hỏi: anh ơi, em muốn tìm một chiếc laptop gaming mình giá tầm khoảng 15 triệu vừa có thể chơi game và học được, mong anh tư vấn ạ. Trong tầm 15 triệu phải nói là quá nhiều bạn quan tâm luôn. Với trong cái công việc của em thì em nên lựa chọn các dòng laptop gaming, ví dụ như là Dell 7559 thì em chọn phiên bản i7, bây giờ nó cũng sẽ có tầm 15 triệu thôi. Máy sẽ được trang bị i7 6700, RAM 8GB, SSD 128 cộng 1T và camera GTX 960 4GB, màn hình Full HD IPS, giá khoảng 15 triệu trên thị trường. Nhưng mà nếu mà cố hơn một chút và thích chơi game mà làm đồ họa ok một chút thì em chọn phiên bản 5577 hoặc 7567, đều được trang bị đó là i5 7300HQ, nhưng mà nó là i5 thôi em ạ. Nhưng bù lại em sẽ có một con cặp màn hình đời mới, đó là GTX 1050 hoặc GTX 1050T luôn, sẽ có giá dao động tại thị trường khoảng từ 15 đến 16 triệu thì em cân đối tài chính trước khi em mua. Còn là em cứ chọn đeo cho nó bền em nhé. Đồ đạc thay thế nâng cấp, kể cả tỷ lệ mất giá so với những chiếc máy khác nó cũng ok hơn em ạ. Vâng, chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi thứ tư của bạn Thắng Hoàng. Bạn có hỏi là tầm 15 triệu thì mua máy nào để về chơi game mà chỉ chơi mình Liên Minh Huyền Thoại thôi ạ? Tầm 15 triệu nếu mà chỉ Liên Minh Huyền Thoại không thì em mua máy đập hộp cho nó đẹp em. Đập hộp thứ nhất là dùng nó cũng ok, những cái công nghệ mới. Ví dụ chiếc Dell 5584 như cửa hàng anh đang phân phối độc quyền ở Hà Nội luôn. Máy được trang bị RAM 12GB, SSD 256GB NVMe. Máy được trang bị chip i5-8250, viền màn hình mỏng và có bảo mật vân tay, có led phím. Cửa hàng anh đang bán máy mới đập hộp đó là 15.500.000 em nhé. Mà máy là Dell 5584 em ạ. Còn chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi thứ 5 của bạn Hiếu Nguyễn. Bạn có hỏi là: mong anh đánh giá giúp em con Acer ZenBook UX 534 có đáng đầu tư không ạ? Cảm ơn anh, mong được lên sóng ạ. Đây là một trong những chiếc máy hạng sang của Asus, cạnh tranh trực tiếp với MacBook Pro luôn em ạ. Nó sẽ ở phân khúc giá là em biết rồi, khoảng hơn 20 triệu và đây là con CPU thế hệ thứ 10. Và dòng ZenBook thì thực tế thì anh đã đánh giá từ các dòng chip từ thế hệ 6 ngày xưa cơ, 6, 7, 8 và bây giờ 9, bây giờ trong khi đó bây giờ là lên 10. 9 xin lỗi em, 9 là con Whisper Black thôi, nó vẫn là đời 8 nhưng nó nâng cấp, nó gọi là chip Whisper Black và nhảy một phát lên đời 10 luôn. Với CPU đời 10 thì hôm vừa rồi anh có đánh giá con 7590 ấy, cái hiệu năng CPU của nó cực kỳ khỏe luôn. Nó rất là mạnh, sẽ hỗ trợ em trong cái việc làm đồ họa ở mức tầm trung cũng như xử lý các ứng dụng và lập trình, chơi game các thứ là cũng chơi được. Lưu ý với em thì đã là chip U thì nó sẽ không khỏe về cấu hình mấy đâu, mà nó chỉ hỗ trợ cơ bản trong cái công việc vừa rồi anh nói thôi.
Còn nếu mà em muốn chọn về đồ họa hay chơi game ấy, thì em bắt buộc phải chọn lên dòng chip H, hoặc cầm hình thì nó sử dụng GTX hoặc RTX em nhá. Còn máy con này thì em nói luôn em là thiết kế rất là đẹp doanh nhân luôn. Rồi chúng ta sẽ cùng đến với hỏi thứ 6 của bạn Đặng Nguyễn Văn. Bạn có hỏi anh ơi cho em hỏi là em sinh viên khoa điện, mua một con máy tầm giá 18 triệu đổ xuống mà em có nguyện vọng là mua máy mới 100% thì nó chọn con nào ạ? Mời anh tư vấn ạ. Qua ngay cửa hàng anh nhanh còn kịp luôn, là anh đang chạy giảm giá, đó là 5,5 triệu cho một chiếc máy, đó là Dell G3. 5,5 triệu em nhá, giảm giá từ 22 triệu 900 xuống còn 18 triệu 5. Máy được trang bị chip nó là i7-8750H, RAM 8GB, ổ 1T và kèm theo camera là GTX 1050T luôn em ơi. Và màn hình Full HD IPS, anh đang bán máy mới đập hộp chỉ có giá 18 triệu 500, qua ngay cửa hàng còn kịp em nhá, còn 8 triệu nữa là hết em ạ. Nhá em nhá. Và chúng ta sẽ cùng đến với gọi thứ 7 của bạn Xuân Hùng Entertainment. Bạn có hỏi là anh ơi cho em hỏi là máy HP ZBook 15G2 cài mấy phần mềm đồ họa nặng thì khi dùng máy có bị quá nóng không ạ? À? Vì chỉ có một quạt nên em mới thắc mắc ạ. À. Cảm ơn anh ạ. À, em ơi, thực tế là chiếc HP ZBook Vortison này anh nó luôn anh bán rất là nhiều. Nó một quạt nhưng chiếc máy tản nhiệt rất là ok. Và trong cái đã là máy chạm rồi thì nó mua về nó là gần như là con trâu mà em. Em cứ cài tất cả các phần mềm ứng dụng và em cứ cài và em dùng thôi nhá. Còn nếu mà em cứ theo dõi các phần mềm test nhiệt độ chẳng hạn, nếu mà nhiệt độ nó nóng khoảng ngưỡng 90 độ thì em đi bảo dưỡng vệ sinh. Còn nếu em chạy đồ hoàn nặng mà nó chỉ có nhiệt độ từ 75, 80 hoặc thậm chí là 85 không làm sao cả em ạ. Cứ dùng thôi. Và con này nó phải nói luôn với em là cực kỳ trâu bò em nhá. Rồi chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi thứ 8 của bạn Huy Đỗ Quang. Bạn có hỏi là em dùng con Dell Inspiron 3543 i5 5200U, RAM 4GB, Vega onboard, màn hình HD, em muốn nâng cấp lên RAM 8GB, màn hình Full HD thì có được không ạ? Và giá cả như thế nào? Em cảm ơn anh nhiều ạ. Máy của em là chạy RAM PC3L. Máy của em sẽ nâng cấp một que 4GB nữa sẽ hết khoảng 450.000. Còn màn hình Full HD thì chiếc máy của em sẽ không có khả năng nâng cấp em ạ. Còn máy của em thì có một khả năng nâng cấp được LED phím với ổ cứng SD nữa thôi. Ngoài ra thì không nâng cấp được gì. CPU gắn trực tiếp trên bo main và VGA cũng không thể nâng cấp được em nhé. Vâng, chúng ta sẽ cùng đến với hỏi 9 của bạn Chí Đặng Thế. Bạn có hỏi là chào bạn, cho mình hỏi là shop mình có bán máy Lenovo ThinkCentre X1 IO i5 6200U không? Giá cả bao nhiêu và máy này có tốt không? Nên dùng vào mục đích công việc gì? Xin cảm ơn ạ. Con này thì anh nói luôn là nhà anh không có em ạ. Không có cấu hình con này. Thực tế thì nếu mà có máy thì cấu hình i5-6200U thì thực tế nó chỉ phục vụ cái công việc đó là văn phòng và đồ họa cơ bản lập trình viên thôi. Các ứng dụng về đồ họa nhẹ nhàng thôi. Ngoài ra không có thể làm đồ họa chuyên nghiệp hay chơi game chuyên nghiệp được bạn nhé. Chip U thì nó là chip tiết kiệm điện. Đấy thì bạn nếu có mua máy thì bạn phải xác định kinh tế cũng như là cái nhu cầu sử dụng thực tế của bạn nhé. Và chúng ta sẽ cùng đến với hỏi thứ 10 cũng là câu hỏi cuối cùng trong số hỏi đáp thứ 190 ngày hôm nay của bạn Nam Văn. Bạn có hỏi là chào TLD, em mua một con laptop Dell Latitude E5430 cũ, cấu hình máy là Core i5, ổ SSD Kingston 120GB. Mua về được dùng 2 ngày mới để ý là máy không có camera và Bluetooth trên máy. Nhưng khi nâng cấp driver thì có nhận driver Bluetooth nhưng không chạy Bluetooth. Cho em hỏi là máy này có gắn thêm camera và Bluetooth được không TLD ơi? Xin chân thành cảm ơn các anh ạ. Đối với cái hàng nhập khẩu thì em chú ý nha, anh cũng đã review rất là nhiều. Có nghĩa là một số mẫu máy về sẽ không có cam, thậm chí là không có LED phím. Và một số máy nó sẽ không có Bluetooth, là chúng ta phải bỏ tiền ra option. Cam thì em có qua cửa hàng thì họ sẽ bóc một cái viền nó thay cho em một cái cam khác vào. Có nghĩa là phải thay cả cái viền của cái màn hình mới được em ạ. Thực tế thì anh khuyên cáo luôn em là những chiếc máy này có cam thì nó cũng gần như là bằng thừa. Bởi vì cam nó mờ lắm, cái công nghệ thời đó nó chưa được ok cho lắm, cái cam nó mờ. Mà bây giờ thì nó thực sự với em ai cũng dùng cái smartphone rất là lét luôn. Mà chúng ta sẽ dùng cái camera trên smartphone nó sẽ ok hơn. Chứ còn nếu mà em bỏ ra lắp vào đục đẽo rồi thêm camera là mất khoảng 200-300 ngàn chả giải quyết được vấn đề gì. Trong khi đó Bluetooth thì em thực sự cần thì em nên lắp vào. Bluetooth giá trên thị trường nó khoảng 250 ngàn, em có thể qua cửa hàng lắp cho. Còn cam thì nghĩ là nếu thực sự cần thiết lắm thì em lắp vào, nhưng mà nói trước với em là cam nó không led đâu, nó mờ lắm, nó chỉ còn là có hình ảnh có thôi, không led em nhá. Vâng, thưa các bạn, đây cũng là câu hỏi cuối cùng của số hỏi đáp thứ 190 của anh em mình, và cứ 2 ngày thì chúng tôi sẽ có một số hỏi đáp như này. Mọi các bạn cần tư vấn về laptop này, MacBook, các câu hỏi về phần mềm, phần cứng, đánh giá về laptop hay là khả năng nâng cấp, tháo lắp những chiếc máy gì đó các bạn có nhu cầu, anh em cứ đặt các câu hỏi bên dưới. Chúng tôi sẽ tổng hợp biên tập và quay những cái video trả lời như này, hoặc có thể trả lời của các bạn qua tin nhắn. Cũng đừng quên ủng hộ anh em mình bằng cách đó là đăng ký kênh và bấm cái chuông bên cạnh để cập nhật những cái video mới nhất. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị các bạn.